tiếp theo là câu hỏi thứ 10. Nhờ ban giải đáp cho biết, người tu thiền tông làm sao có thể biết được bản thiện của mỗi con người đang ở tại nơi đâu? Xin trả lời câu hỏi 10 của anh Bùi Đình Biên. Người hỏi câu này chưa hiểu chút gì về thiền tông. Nên tìm học cho thông 16 thứ tánh của con người thì sẽ biết được gì là thiện, gì là ác. Khi biết được thiện và ác rồi thì tự nhiên sẽ biết được bản thiện của con người đang ở đâu xin mời hỏi tiếp